Đây là bản tán cường đợt bản thứ hai. Nghe tiếng bia phích phách đây là siêu. Ra chú đó là bắn tốt lắm. Đấy. Đấy. Tỷ lệ không bia nhiều hơn nhau. Mà đặc điểm đồng chí béo là bắn rất nhanh. Chưa đó. Người khen người cười. Người ta chưa lên dây xong ông đã pha được hai phát. Quấy, bắn tốt thế. Không phải ngắm nghiếc, dườm già lâu. Đấy. Đấy đồng chiên đang ngâm ra, người bắn hạ xong rồi. Đấy. Xong. Anh đã hoàn thành bài thi xuất sắc. Thì đi trượt có đúng không? Vãi lúa, 20 mét. Bắn xong trước nhất luôn, nếu mà tính thời gian thì cũng nhất luôn. Đây thường lê chân dùng nhà vô địch kìa.